Cứu Hòa. Tuổi đời 19 đôi mươi, dẻo dai đẹp trai yêu đời, yêu nghề yêu mãi em thôi. Chúng tôi là lính Cứu Hòa. Tuổi đời 19 đôi mươi, hiện thân những người anh hùng, xa thân vì dân quên mình. Thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện kế hoạch số 903 ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Quân ủy Hải Phòng về việc tổ chức thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Phạm Viết Dũng, phó đốc công an thành phố lên phát biểu chỉ đạo thi. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đại tá Mai Xuân Thắng, phó giám đốc công an thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ của C07 bộ công an. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Công an thành phố và của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hôm nay Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020. Phần thi nội dung chữa cháy cơ bản, trong đó thì phần thi phương án chữa cháy đã được hoàn thành tổ chức vào tháng 7 năm 2020. Thay mặt cho Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể vận động viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hải Phòng lời chào mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện chiến đấu, nâng cao kỹ năng cơ bản phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng tới xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hải Phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020 với sự tham gia của 20 đội tuyển dự thi, bao gồm phòng PC07 có 6 đội và 14 đội của công an các quận huyện. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020 đã hoàn thành nội dung thi phương án chữa cháy. Trước nguy cơ lây nhiễm do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã quyết định tạm ngừng việc tổ chức thực hiện các môn thi đội hình cơ bản theo kế hoạch đề ra. Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước nói chung và trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng cơ bản đã được khống chế. Vì vậy, Công an thành phố tiếp tục tổ chức nội dung thi đội hình chữa cháy cơ bản với 3 môn thi là môn đội hình máy bơm 2 năng B phun nước tiêu điểm, đội hình 2 năng A phát triển, 4 năng B làm khô và đội hình chữa cháy cứu nạn cứu hộ 4x100m. Để hội thi đạt kết quả cao, tôi đề nghị các đồng chí thực hiện một số nội dung sau đây. Đề nghị các đơn vị cử cán bộ chiến sĩ tham gia thi đúng thành phần, phát huy được tất cả các khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để đạt được kết quả cao nhất. Đề nghị các đồng chí trong ban trọng tài làm việc nghiêm túc, khách quan, công tâm, đánh giá đúng nội dung kết quả của các đơn vị. Qua hội thi, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thường xuyên duy trì tập luyện để nâng cao thể lực, kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ để triển khai, áp dụng vào thực tế chiến đấu, đồng thời thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng xe và phương tiện chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại tình trạng hoạt động của các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Đề nghị các đội tuyển tham dự hội thi chuẩn bị tốt và hoàn thành xuất sắc các môn thi theo kế hoạch đề ra. Kính thưa các đồng chí, để đánh giá thành tích huấn luyện và tham gia hội thi của các đơn vị, Giám đốc Công an thành phố sẽ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. Đề nghị ban tổ chức và phòng PC03 khẩn trương tập hợp tình hình kết quả và tổ chức trao thưởng ngay sau khi kết thúc các môn thi. Trước khi dừng lời, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí khán giả đến các khu vực tuyến thi chứng kiến các đội tuyển thi đấu dưới sự điều hành bố trí của ban tổ chức.
Thank you.
đã triển khai xong rồi. Vâng, song song với đẹp trai yêu đời, yêu nghề, yêu mãi em thôi. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19 đôi mươi, hiện thân những người anh hùng, xa thân vì dân quên mình. Thứ nhất, về nội dung môn thi đội hình tiếp sức 4x100m. Xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển công an quận Lê Chân bước lên phía trước. Đã đạt giải 3 của môn thi đối tiếp sức 4x100m. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện của đội tuyển quân quận Kiến An bước lên phía trước. Đơn vị đã đạt giải 2 của môn thi đối tiếp sức 4x100m. Tiếp theo, trân trọng kính mời đại diện của đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến An K2 của phòng PC07. Đơn vị đạt giải nhất đội hình tiếp sức 4x100m. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Từ Quang Đức, phó trưởng phòng 5 cục C07 Bộ Công an lên trao cờ hoa phần thưởng cho ba đội đạt giải môn thi đội hình tiếp sức 4x100m. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực núi đèo KV5 PC07 bước lên phía trước. Đơn vị đạt giải 3 môn thi đội hình 2 đa ngang phát triển 45B. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Quán Toan KV4 PC07 bước lên phía trước. Đội tuyển đã đạt giải 2 môn thi đội hình 2 đa ngang phát triển 45B. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đồ Sơn KV3 PC07 với đội phía trước. Đơn vị đã đạt giải nhất môn thi đội hình 2 đa ngang phát triển 45B. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Chí Dũng, phó trưởng phòng 6 cục C07 của Công an lên trao cờ hoa tặng thưởng cho ba đội tuyển đã đạt giải nhất, nhì, ba môn thi đội hình 2 đa ngang phát triển 45B.
trước xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trung tâm KV1 phòng P07 bước đến phía trước. Đội tuyển đã đạt giải 3 với môn thi đội hình 2 năng B phụ nữ tiêu điểm. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến An KV2 phòng P07 đơn vị đã đạt giải 2 môn thi đội hình 2 năng B phụ nữ tiêu điểm. Và xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Quán Toan KV4 P07 đơn vị đã đạt giải nhất môn thi đội 2 năng B phụ nữ tiêu điểm. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Hoàng Văn Bình, trưởng phòng PC07, cô hội phòng, phó trưởng ban tổ chức thi lên trao cờ, tặng hoa, phần thưởng cho ba đội tuyển. Đại diện đội tuyển công an quận Ngô Quyền và đại diện đội tuyển công quận An Dương bước đến phía trước. Hai đơn vị đã đồng đạt giải 3 ở kết quả môn phương án chữa cháy. Ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến An KV2 PC07 bước đến phía trước. Đơn vị đã đạt giải 2 môn thi phương án chữa cháy. Ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện đội tuyển cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trung tâm KV1 PC07 bước về trước. Đơn vị đã đạt giải nhất đối với môn phương án chữa cháy. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Hoàng Bình, trưởng phòng PC07 của thành phố, phó trưởng ban tổ chức thi tiếp tục lên tặng cờ hoa và thưởng cho các đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba đối với môn phương án chữa cháy. Trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trung tâm KV1 PC07 bước đến phía trước. Đơn vị đã đạt giải 3 toàn đoàn của hội thi năm 2020. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Quán Toan KV4 PC07 bước đến phía trước. Đơn vị đã đạt giải 2 toàn đoàn hội thi năm 2020. Và tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện đội tuyển chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến An KV2 phòng P07 bước đến phía trước. Đơn vị đã đạt giải nhất toàn đoàn hội thi năm 2020. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Phạm Viết Dũng, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc thành phố, trưởng ban tổ chức hội thi lên tặng giấy khen, tặng cờ, hoa và phần thưởng cho ba đội tuyển đã đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn hội thi năm 2020. Xin trân trọng kính mời. Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020 gồm: 1. Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng PC07. 2. Đồng chí trung tá Nguyễn Văn Điền, đội trưởng đội 3 phòng PC07. 3. Đồng chí đại úy Hoàng Thế Vinh, cán bộ đội 3 phòng PC07. Trân trọng kính mời đại diện tập thể đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng PC07 và 2 cá nhân lên vị trí danh dự để nhận giấy khen của đội ngũ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Phạm Văn Dũng, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc thành phố, trưởng ban tổ chức hội thi. We'll be right back.
đề nghị các đơn vị về vị trí công tác, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện công chí lãnh đạo, công chí đại biểu, các nhà tài trợ và các quan khách